mình đã bị nhân viên lấy cắp toàn bộ khách hàng và thất thoát hàng trăm triệu doanh thu như thế nào. Đây là một bài học xương máu của mình cũng như là lời cảnh tỉnh cho tất cả những anh chị đang kinh doanh. Chuyện là như thế này các bạn, vào năm 2022 ấy, cái lúc đấy là mình được rất nhiều anh chị chủ nhà thuốc phòng khám yêu quý. Cho nên đó là họ mời mình đến tận nhà rồi đi thăm khám kênh, rồi chung là những cái việc mà làm kiểu như là thay đổi cái mô hình kinh doanh rồi là làm online ấy. Tức là mình phải đi và di chuyển liên tục, cho nên là mình không thể ở nhà mà nghe từ mọi thứ ở cái hoạt động kinh doanh của mình được. Mặc dù đã có phần mềm nha, đã có quy trình quản lý nha, và đã giao cho người tin tưởng để quản lý vận hành cái cơ sở nha, nhưng mà mình không thể ngờ được rằng nó vẫn xảy ra đối với mình. Cái ngu lớn nhất vào thời điểm đó của mình đó chính là mình quá tin tưởng cái người mà mình coi đó là nhân viên như người nhà, và mình coi họ như người nhà, cho nên họ cũng coi cái công ty này cũng giống như nhà của họ. Họ muốn làm gì thì làm, cụ thể là như này. Thì cái chị này, cái lúc mình tuyển vào ấy, chị làm việc rất là nhiệt tình, rất là hăng hái. Chị đối xử với tất cả mọi người rất là happy, rất là tuyệt vời. Rồi chị còn nói đó là coi công ty như là cái ngôi nhà, cho nên là mình lại hết sức là yên tâm và tin tưởng để mình giao cho chị quản lý, và mình trực tiếp đi làm những cái việc là giúp đỡ mọi người trong cái việc là xây kênh, rồi hướng dẫn mọi người chuyển đổi mô hình, hướng dẫn mọi người kinh doanh bán hàng. Và mình đã giao hết toàn quyền cho chị quản lý. Thì sau chị quản lý vẫn mọi thứ vẫn ok, nhưng mà dần dần mình càng đi nhiều, càng xa cái hoạt động kinh doanh của công ty, chị đã lấy hết toàn bộ những bí kinh doanh, rồi toàn bộ những nhân viên chủ chốt của mình sang làm việc cho một cái doanh nghiệp khác của đối thủ. Rồi chưa hết đâu, một tháng mà trước khi chị ra đi thì chị đã cùng ekip là gom data khách hàng của những khách hàng VIP ấy sang bên cái chỗ mới làm. Thì anh chị thấy được mình đã thất thoát hàng trăm triệu như thế nào đấy. Lúc đó thì Thành đã phải tạm dừng hết tất cả các hoạt động hỗ trợ anh chị, từ đào tạo cái gì thì mình ngừng hết để mình về mình tập trung, mình tái thiết toàn bộ anh em, tức là những cái người nào mà tiêu cực là mình phải cho đi hết, thanh lọc hết toàn bộ để mình làm lại từ đầu. Rồi khách hàng cũng phải đi tìm mới lại từ đầu. Đấy, anh chị thấy không? Trong kinh doanh mà không có quy trình thì mình sẽ bị ôm nhiều việc. Nếu không có chiến lược thì mình sẽ không tăng được doanh thu. Còn nếu mà không phân biệt được tình cảm và công việc kinh doanh thì chắc chắn chúng ta sẽ đến một ngày giống như Thành, đó là phải xách dép quay trở lại để cứu công ty. Mong rằng thông qua video này sẽ cảnh tỉnh cho những anh chị phải phân biệt rõ ràng giữa công việc và tình cảm. Còn những anh chị nào đến giờ phút này kinh doanh mà chưa sử dụng phần mềm bán hàng, công cụ kinh doanh để quản lý nhân viên thì còn nguy hiểm vô cùng. Cái đó là phải xem xét lại nữa nha.